Yên Định là một huyện thuộc vùng đồng bằng Bán Sơn Địa, tiếp giáp với vùng Trung Du, miền núi của tỉnh, cách thành phố Thanh Hóa 28 km về phía Tây Bắc, là vùng đất linh thiêng nơi hội tụ bốn con sông lớn, sông Mã, sông Cầu Chảy, sông Mạn Định và sông Nhà Lê. Vào mỗi mùa mưa, sông Mã, sông Cầu Chảy với sức sống tràn trề mãnh liệt, mang nguồn phù sa vô tận cho những cánh đồng, nương bãi. Cho đến nay Yên Định là điểm duy nhất sông Mã đổi dòng trong suốt ngàn năm lịch sử, hình thành hồ nước tự nhiên lớn tên Cựu Mã Giang trải dài 5,5 km qua ba xã Yên Thọ, Yên Trung, Yên Trường. Từ bao đời nay Yên Định vẫn luôn là vùng đất địa linh nhân kiệt, lưu giữ nhiều nét văn hóa cổ xưa với bề dày lịch sử phong phú. Nổi bật là hai di tích lịch sử cấp quốc gia có niên đại trên 2.000 năm tuổi, đền Đồng Cổ thờ Đồng Cổ Sơn Thần và đền Hổ Bái thờ thần Hợp La người con thứ 11 của vua Hùng, đã tạo nên những nét văn hóa truyền thống đặc sắc cho người dân nơi đây. Phải chăng vũ trụ đã ưu ái ban tặng cho Yên Định trở thành vùng đất hội tụ linh khí của đất trời? Cho quanh năm mưa thuận gió hòa, cây cối tốt tươi, nông nghiệp phát triển, đời sống văn hóa phong phú. Bởi vậy, sản vật nơi đây mang đậm vị phù sa, ngát hương sắc màu truyền thống. Nổi bật phải kể đến hương vị rượu nếp nức tiếng lâu đời níu chân du khách của làng Hổ Bái xưa, với truyền thống và bí quyết nấu rượu từ gạo nếp của bao thế hệ gia đình ông Trịnh Bá Đan, và mong muốn góp phần duy trì truyền thống, quảng bá đặc sản, gia đình đã đăng ký sản xuất kinh doanh các loại rượu gạo, từ việc thu mua lúa nếp tại các nông hộ trên địa bàn. Đến nay hộ kinh doanh Trịnh Bá Đan đang cung cấp ra thị trường nhiều loại rượu mang thương hiệu Hổ Bái. Điển hình là ba dòng sản phẩm: rượu trắng Hổ Bái, rượu ổi Hổ Bái và rượu thập tiên từ Hổ Bái. Đây là những dòng sản phẩm chủ lực góp phần tiêu thụ nông sản cho người dân địa phương, thúc đẩy nông nghiệp phát triển và nâng cao giá trị nông sản, tạo chuỗi liên kết bền vững. Rượu Hổ Bái được tạo nên bởi sự chọn lọc kỹ càng từ những hạt gạo nếp làng Hổ Bái xưa, kết hợp cùng với phương pháp ủ lên men cổ truyền từ bao đời của gia đình ông Trịnh Bá Đan. Đặc biệt hơn, rượu Hổ Bái còn được kết hợp cùng các nguyên liệu độc đáo như ổi tươi, táo đào, đông trùng hạ thảo để tạo nên những hương vị rượu thơm ngon thượng hạng. Cùng với việc ứng dụng phương pháp khử độc bằng sóng siêu âm, từ trường để khử độc tố, lão hóa rượu nấu truyền thống trong các chung sành tiêu chuẩn đã tạo nên hương vị rượu thơm ngon, khác biệt. Rượu Hổ Bái là sự kết hợp hoàn hảo giữa truyền thống và hiện đại, luôn mong muốn mang đến những sản phẩm tốt, quý giá và độc đáo của quê hương Yên Định tới gần hơn với mọi người dân địa phương trong và ngoài tỉnh. Luôn đặt chữ tín là nền tảng của mọi hoạt động kinh doanh, chúng tôi quyết tâm đưa rượu Hổ Bái trở thành sản phẩm rượu cao cấp có mức giá phù hợp để chiếm lĩnh lòng tin khách hàng trong nước và quốc tế, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng. Tôi là Trịnh Bá Đan, thôn 3, xã Yên Trường, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Tôi là phát huy cái truyền thống của cha ông, phát huy từ cái lúc tôi còn bé, thấy bố mẹ đã nấu và chưng cất và để lấy rượu để sử dụng trong gia đình và anh em nội tộc, tức là trước là cúng tổ tiên và sau con cháu sử dụng. Thì gia đình tôi có phát triển thêm và xin nấu rượu theo khoa học mới, phát huy được cái kinh tế của gia đình địa phương và tạo việc làm cho con cháu. Với sự biết ơn sâu sắc, rượu Hổ Bái xin cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của quý khách hàng trong những năm qua và mong muốn nhận được sự ủng hộ của quý khách hàng trong thời gian tới. Chúng tôi không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ và luôn cam kết mang đến cho quý khách những sản phẩm rượu hảo hạng và chất lượng cao. Kính chúc quý khách cùng gia đình sức khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Rượu Hổ Bái, nồng đượm vị truyền thống, êm dịu tình quê hương.